Rồi bây giờ hát lại đi. Xin lỗi chị. Hát lại. Thôi nha bạn hát. Phải gắng em không đi truyền lương lương.
Vâng, chị ơi, vòng này đã vé, mà sẽ đặt ký hiệu là 652. Dạ, cảm ơn rất nhiều. Ký hiệu là 652, 20 đồng một vé xin nhận, thì mình luôn chơi trị giá là 1 triệu đồng nhá. Vâng, sau quý vị anh chị ơi, 20 đồng một vé xin nhận, thì mình luôn chơi trị giá 1 triệu đồng. Và kèm theo những vé khuyến mãi để của hôm nay, quay ban trúng thưởng sẽ nhận cho mình luôn chơi trị cao nhá. Và anh chị ơi, giơ một ngón tay lên thôi, thì em sẽ điều khiển nhân viên số bán giấy anh chị được nhiều ạ. Rồi. Rồi, kẻ anh ơi, kẻ anh ơi, kẻ này, anh ơi, tránh như tay. Rồi, còn ai nó không chị ơi đấy. Vô một ngón tay thôi thì sẽ điều khiển viên số bán cho chị ạ. Ở trên chị ơi, dám luôn không chị Tường nha. Dạ, khách quen ở trên luôn nha chị Tường. Dạ, vòng loại này 20 nhà đập trung tại là bé. Dạ, chơi chịu chúng chị già, rất mong cô chú chị ủng hộ nhiệt tình luôn nha. Kìa chúng vé Tường ơi. Kìa đâu quen nha. Rồi, thì bây giờ ai đạo có vé lên đây tập trung tránh bị do số. Dạ, vòng loại này 20 nhà đập trung tại là bé. Rất mong cô chú chị ạ, chúng ta bé mình chuẩn bị giơ tay dùm em ha. Em điều động nhân viên mình dụng của chú chị tận lên tận chỗ luôn nha.
nguyên nhà con hai chục có một anh trai đồng giả với Việt Hoa sau bài La Vé đem kiểm tra là nha quý vị ơi. Rồi dòng đoàn tiếp theo cùng nhiều cô chú anh chị vẫn là tàu La Vé. Rồi anh lên đây giùm em. Rồi anh may mắn quá có một mình anh nè. Rồi và tàu La Vé màu xanh dương và có cái hiệu là 652. Đúng phục lời. Hả? Cô số dự điểm này bao nhiêu ạ? 20. 20 hả? 20 có 1. Số 4 có không? Số 4 có 2. 33. Có 3. 58. Hợp lệ. Rồi tàu La Vé hàng thứ 11 nha. Dạ quý vị nào không tin tưởng thì đến đó chiếu không? Thì em sẽ gửi tranh phía vui chợ mua hàng. Rồi quý vị ơi, giờ mình tham gia tham dự giùm em vào lần tiếp theo nha quý vị ơi. Vâng anh chị ơi, phòng này nó vé màu xin lỗi ký hiệu là 686 20, đồng loại vé sinh nhật nhưng mà luôn chơi trị giá là 1 triệu đồng nha. Đó tham gia luôn chị chị ơi, đã mua vé càng nhiều thì em sẽ tăng tặng phẩm càng nhiều cho chị ạ. Và phía ơi còn nhiêu vé em chị? Rồi Tục Nhi. Rồi rồi quý vị ơi, giờ mình tham gia năm dự giùm em ha. Dạ dòng loại này vẫn là tàu La Vé 20.000 đồng. Dạ tàu La Vé đúng một cái này luôn không? Rồi dạ tàu La Vé màu xanh dương và có cái hiệu là 6 à màu xanh lợp 686 nha quý vị ơi. Mỗi tàu La Vé chỉ có 20.000 đồng thôi, nhưng mà quý vị sẽ sở hữu có phiếu mua chợ mua hàng trị giá là 1 triệu nha. Rồi bây giờ dạ quý vị ơi, giờ mình tham gia năm dự giùm em đi. Rồi tí xíu nữa thì tụi em sẽ có những dòng loại đặc biệt ha, và kèm theo đó là gửi tặng tất cả quý vị là quý vị vô mua một vé thì sẽ kèm theo một phiếu bốc thăm trúng thưởng cuối ngày luôn. Rồi dạ quý vị, giờ mình tham gia năm dự giùm em ha. Dạ đầu lô tô đi này ai sẽ diễn full tuần luôn dạ quý vị hạ cuối ngày cuối tuần, không có chỗ nào vui chơi hãy đến để chơi với tụi em nha quý vị ơi. Thì bây giờ ai đặt vé tuần này xuống trang bị giờ xuống. Rồi dạ mình tham gia năm dự giùm em nha. Dạ quý vị đặt chưa anh giơ tay giùm em. Rồi quý vị còn mấy vé? Quý vị còn mấy vé nè? Rồi đồng chí một ba vé cuối chị ơi đó. Năm lần đồng chí một ba vé cuối đây này. Thank you.
bà con mình khoan vời sẽ bỏ lỡ vé nha quý vị. À, chúng em xin mời quý vị mình cùng kiểm tra với chị chúng em. Tại là vé này màu xanh nhạt ký hiệu là 686 đúng không rồi? 55 01 47 02 11 03 và